kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 31 tháng 3, sẽ có một số nội dung nổi bật sau đây. Tân Yên tập trung đẩy mạnh hỗ trợ sản xuất sâm Nam núi Rành theo quy trình hữu cơ, chú trọng xây dựng mã số vùng trồng để cây sâm phát triển theo hướng bền vững. Sắp xếp đơn vị hành chính, tạo không gian phát triển mới đang là nhiệm vụ trọng tâm được các địa phương tập trung cao, quyết tâm, quyết liệt thực hiện. Bắc Giang có nhiều cách làm riêng, sáng tạo, hỗ trợ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tập trung phát triển đẩy mạnh ứng dụng trong sản xuất và đời sống, từng bước phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng của tỉnh là một trong những mục tiêu được đề ra trong kế hoạch số 114 ngày 5 tháng 1 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Theo đó, tỉnh Bắc Giang sẽ phấn đấu tiếp nhận và làm chủ ít nhất 15 quy trình ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống, chế phẩm sinh học, phân bón thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vaccine, xử lý môi trường trong các lĩnh vực nông lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Để đạt mục tiêu này, tỉnh tập trung chú trọng nghiên cứu và ứng dụng, phát triển công nghệ sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp an toàn, tuần hoàn, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn. Xây dựng và mở rộng các mô hình ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo quản chế biến nông sản nhằm đa dạng hóa và nâng cao giá trị sản phẩm. Đẩy mạnh thu hút đầu tư các nhà máy chế biến nông sản quy mô lớn, nghiên cứu thử nghiệm, chọn tạo ra các giống cây trồng vật nuôi chủ lực có đặc tính ưu việt, chống chịu sâu bệnh, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, có năng suất chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện của tỉnh. Phát triển các doanh nghiệp triển khai nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghệ sinh học thế hệ mới trong trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi thủy sản, tiến tới thay thế dần các sản phẩm có nguồn gốc hóa học. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học gắn với nâng cao năng suất và chất lượng các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP là chương trình kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị. Từ nhiều năm nay, thị xã Việt Yên đã tích cực tham gia chương trình này. Nhiều nông sản đã được công nhận sản phẩm OCOP. Để thực hiện hiệu quả chương trình này, thị xã Việt Yên đã yêu cầu các địa phương rà soát, đăng ký tham gia, ban hành các chính sách hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia. Đến nay, thị xã đã có 30 sản phẩm OCOP, trong đó có những sản phẩm có thị trường tiêu thụ rộng khắp như rượu Làng Vân, đông trùng hạ thảo Duca. Theo kế hoạch, năm nay Việt Yên tập trung phát triển sản phẩm OCOP có thương hiệu theo chuỗi giá trị dựa trên thế mạnh, lợi thế về nguyên liệu địa phương, văn hóa và tri thức bản địa, đặc biệt là các đặc sản, sản vật, sản phẩm làng nghề và dịch vụ du lịch của làng xã, cộng đồng theo hướng kinh tế tuần hoàn, bảo đảm hệ sinh thái bền vững, tập trung hỗ trợ nâng cao chất lượng, tạo giá trị gia tăng, hoàn thiện sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước, phát triển một số sản phẩm thế mạnh hướng tới thị trường xuất khẩu. Duy trì các sản phẩm OCOP đã được công nhận, nâng hạng và định hướng phát triển các sản phẩm chủ lực có thế mạnh, tham gia đánh giá sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia và phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong khoảng 3 năm nay, diện tích sâm Nam núi Rành của huyện Tân Yên được mở rộng nhanh chóng, qua đó góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhận thức rõ về tiềm năng giá trị của loài sâm quý này, huyện đã tập trung đẩy mạnh hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp và người nông dân tập trung sản xuất sâm Nam núi Rành theo quy trình hữu cơ, đồng thời chú trọng xây dựng mã số vùng trồng để cây sâm phát triển theo hướng bền vững, phản ánh của phóng viên thời sự. Nếu như trước đây, cây sâm Nam núi Rành được gia đình ông Điện ở thôn Lãn Chanh 1, xã Liên Trung tự nhân giống và trồng quy mô manh mún, nhỏ lẻ, thì đến nay sau khi tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm với hợp tác xã sâm Nam núi Rành Đức Hạnh, thì cây sâm Nam núi Rành của gia đình ông đã được trồng theo quy mô tập trung sản xuất theo quy trình kỹ thuật hữu cơ. Nhờ vậy đã góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng và giá trị sản phẩm. Hợp tác xã hướng dẫn từ trồng theo phân hữu cơ này, phun thuốc trừ sâu thảo mộc, thì hiện tại đến bây giờ nhà tôi cũng được thu củ là to hơn rất chi là nhiều, cánh hoa nó dày dặn hơn, chất lượng thì tôi cảm nhận là uống nó thơm, nó ngon hơn. Gia đình ông Điện chỉ là một trong số gần 20 thành viên tham gia liên kết chuỗi sản xuất với hợp tác xã sâm núi Rành Đức Hạnh. Hiện hợp tác xã liên kết với Viện Nghiên cứu Đào tạo và Tư vấn Khoa học và Công nghệ ITC triển khai sản xuất sâm Nam núi Rành theo quy trình hữu cơ.
Tham gia chuỗi liên kết, các thành viên hợp tác xã được cung ứng toàn bộ sản phẩm phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh, đồng thời được hướng dẫn quy trình sản xuất hữu cơ từ các nhà khoa học và đặc biệt là được bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Cũng nhờ thực hiện tốt mô hình liên kết 4 nhà trong chuỗi sản xuất nên chỉ sau 2 năm, hợp tác xã đã có tới 15 hectare vùng nguyên liệu và nhiều sản phẩm chế biến từ sâm, tạo giá trị kinh tế cao và triển vọng tốt. Hiện tại chúng tôi cũng đang liên kết với các tập đoàn, đặc biệt có một tập đoàn ngoài Hà Nội thì cũng nghiên cứu và cùng sản xuất để chế biến các sản phẩm chế biến sâu để đưa vào các hệ thống của họ. Tôi đang đề xuất với tỉnh và huyện là xây dựng và quy hoạch tập trung cái vùng nguyên liệu thì ta sẽ đào tạo kỹ thuật cho bà con này, rồi hướng dẫn bà con, rồi kiểm tra giám sát bà con thì mới có thể tạo ra vùng nguyên liệu sạch được. Toàn huyện Tân Yên hiện đã hình thành gần 10 hợp tác xã về sản xuất và tiêu thụ sâm. Nhiều doanh nghiệp cũng đã tham gia chế biến sản phẩm từ sâm. Đáng nói là từ quy mô nhỏ đến nay, diện tích đã tăng lên tới gần 130 hectare. Trên cơ sở các đề tài khoa học cùng các nghiên cứu về chất lượng dược liệu từ sản phẩm này, huyện Tân Yên sớm đã có kế hoạch chỉ đạo sản xuất và xây dựng vùng nguyên liệu sâm đảm bảo chất lượng, phát triển bền vững. Hỗ trợ người dân phát triển tập trung là từ 0,5 ha là về hỗ trợ phát triển 50% giống, cũng như là hỗ trợ hệ thống tưới tiết kiệm cho bà con để làm sao là đảm bảo cho cái cây sinh trưởng và phát triển tốt. Ngoài ra nữa là huyện cũng phối hợp với lại chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật để cấp các cái mã vùng trồng để cho người dân yên tâm sản xuất cũng như các cái doanh nghiệp vào đầu tư bao tiêu sản phẩm, và huyện cũng hỗ trợ cho người dân các cái vùng sản xuất tập trung là chứng nhận các cái tiêu chuẩn Việt Gáp để vươn tới các cái thị trường trong và ngoài nước. Sản phẩm sâm Nam Núi Dành đã được cấp chỉ dẫn địa lý. Huyện Tân Yên cũng đã xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất sâm bình quân mỗi năm sẽ trồng mới khoảng 30 hectare. Phấn đấu đến năm 2025, diện tích trồng sâm của huyện đạt trên 150 hectare. Tuy nhiên, để tránh việc mở rộng ồ ạt, huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành, cục sở hữu trí tuệ, hoàn thành và thực hiện nghiêm quy định về công tác bảo hộ giống sâm, đồng thời xây dựng và quản lý hiệu quả mã số vùng trồng để tăng chất lượng, hàm lượng dược liệu trong sâm. Đẩy mạnh mời gọi các doanh nghiệp vào địa bàn xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sâm Núi Dành gắn với chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm từ sâm Núi Dành. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, 209 đơn vị hành chính cấp xã. Quy mô và diện tích tự nhiên giữa các đơn vị không đồng đều. Cùng với đó, tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, diện tích và không gian phát triển đô thị ngày càng chật hẹp. Thực tế trên cho thấy sự cần thiết phải thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, năm nay tỉnh Bắc Giang thực hiện sáp nhập huyện Yên Dũng với thành phố Bắc Giang, thành lập thị xã Trũ và huyện Lục Ngạn, thực hiện sắp xếp đối với 32 xã. Đây là nhiệm vụ trọng tâm được các địa phương tập trung cao, quyết tâm quyết liệt thực hiện, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phúc Sơn là một trong năm xã của huyện Tân Yên sáp nhập địa giới hành chính. Theo kế hoạch, xã sẽ sáp nhập với xã Lam Cốt, thành lập xã mới để mở rộng không gian phát triển. Xã đã tập trung cao trong công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức. Qua đó, trước nhất là tạo đồng thuận, ủng hộ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ban chấp hành đảng bộ chúng tôi cũng đưa vào là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thế và trước mắt thì còn làm công tác tuyên truyền để cho mọi cán bộ đảng viên cũng như người dân nắm rõ và hiểu được các cái chủ trương lớn của Đảng nhà nước. Thì từ đó thì nhân dân cũng sẽ có đồng thuận để theo. Với năm xã thực hiện sáp nhập, thành lập hai xã, Tân Yên có số lượng đơn vị phải sắp xếp lớn thứ hai của tỉnh. Sau khi có kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội của tỉnh, huyện xem đây là nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay cơ bản việc triển khai thuận lợi, nhận được sự ủng hộ cao trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Chúng tôi đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy làm việc với 5 đơn vị trong cái diện sáp nhập đơn vị hành chính để nghe các cái khó khăn vướng mắc, đặc biệt là cái việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên công chức trong các cơ quan đơn vị thuộc diện phải sáp nhập và chỉ đạo cái việc sáp nhập, chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng dư luận cũng như là giải quyết những cái tồn tại khó khăn hiện nay của 5 đơn vị sáp nhập để chuẩn bị sẵn sàng các cái điều kiện cho việc sáp nhập đơn vị hành chính mới. Với Lục Nam, huyện đã tập trung cao thực hiện kế hoạch sáp nhập xã Vũ Xá và xã Cẩm Lý. Công tác tuyên truyền được tăng cường từ huyện đến xã, thôn, qua đó nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao.
ban chỉ huy với lại các toàn thể chúng tôi đã động viên nhân dân ấy thì nhân dân người ta đồng tình rất là cao. Bởi vì là trước kia chúng tôi là một cái thôn mà nằm ở trong cái địa phận của Cẩm Lý. Thế thì sau nhiều năm bây giờ được trở lại với Cẩm Lý thì cái sự hứng khởi cũng như là cái tiếp đón ấy, tiếp nhận các thông tin ấy, là nhân dân người ta rất là đồng tình. Đối với Ủy ban nhân dân xã cũng đã họp Ủy ban nhân dân xã mở rộng cho đến các đồng chí trưởng các thôn. Thế và cũng đã triển khai và tuyên truyền thực hiện cái chủ trương sát nhập đơn vị hành chính. Thế đến giờ thì Ủy ban nhân dân xã cũng đã thành lập cái ban chỉ đạo và đã phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức đảm nhiệm các thôn để về chuẩn bị công tác đến chi bộ. Thế vừa qua thì họp chi bộ và các đoàn thể của các thôn cũng đã triển khai đến các thôn, các chi bộ đồng thuận, các nhân dân đảng viên cũng cơ bản đồng thuận. Sau khi thực hiện các bước theo quy trình, huyện Lục Nam đã rà soát lập phương án sắp xếp cán bộ và cán bộ dôi dư. Huyện đã chỉ đạo hai xã lập danh sách cử tri bỏ phiếu. Đến nay đã hoàn thiện đến cái bước gọi là lập danh sách cử tri, rà soát các đối tượng thuộc danh sách để và bước tiếp theo tới đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cái quy trình đó là hoàn thiện và cho rà soát danh sách của các thôn niêm yết và danh sách rà soát thế và lấy ý kiến cử tri vào ngày 21 tháng 4. Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Bắc Giang đã tính đến công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch khác của tỉnh. Các yếu tố đặc thù về văn hóa, dân tộc, tôn giáo, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quy định của Trung ương về phù hợp với tình hình địa phương. Đến nay, tiến độ thực hiện đang được tỉnh tập trung đẩy mạnh. Số lượng đơn vị cấp huyện trước khi sắp xếp gồm 10 đơn vị, gồm có 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện. Sau sắp xếp gồm 10 đơn vị, gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 7 huyện. Với cấp xã trước khi sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính gồm 209, sau sắp xếp còn 192. Đến thời điểm này thì các địa phương cấp huyện cũng đã hoàn thành cái đề án về sắp xếp đơn vị hành chính và Sở Nội vụ thì cũng đã có cái tổng hợp chung. Và hiện nay thì đang tham mưu cho Ủy ban tỉnh có cái văn bản để chỉ đạo các địa phương để chuẩn bị cho việc triển khai niêm yết công khai để lấy ý kiến nhân dân. Và theo kế hoạch thì sẽ lấy ý kiến nhân dân vào ngày 21 tháng 4. Một vấn đề được coi là khó khăn nhất trong sắp nhập đơn vị hành chính cấp xã, đó chính là bố trí sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ. Phương án này đã được tỉnh Bắc Giang chỉ đạo thực hiện với những cơ chế chính sách sẽ được Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành. Thì đến thời điểm này, qua sắp xếp thì dự kiến sẽ dôi dư khoảng 440 người qua sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã. Thế và Sở Nội vụ thì cũng đã hướng dẫn các địa phương rà soát tất cả các cơ quan đơn vị của mình để bố trí cán bộ một cách phù hợp. Những người đủ điều kiện phù hợp với vị trí việc làm thì sẽ được bố trí vào các cái vị trí mới. Thứ hai nữa là Sở Nội vụ thì cũng đang tham mưu cho Ủy ban tỉnh để trình Hội đồng tỉnh cái nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với những cán bộ mà nghỉ hưu trước tuổi cũng như là thôi việc. Hiện nay các địa phương đang tập trung cao cho việc thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Sắp xếp đơn vị hành chính nhằm tập trung nguồn lực, phát huy tốt nhất những tiềm năng lợi thế sẵn có của địa phương. Đồng thời tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Bắc Giang có nhiều cách làm riêng, sáng tạo, hỗ trợ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong nghệ thuật chạm khắc đình làng ở Bắc Giang, hình tượng rồng luôn được các nghệ nhân dân gian chú trọng thể hiện và làm nổi bật. Để nâng cao năng lực hoạt động của tuyến y tế cơ sở, năm nay toàn tỉnh sẽ xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp 22 trạm y tế xã thuộc chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB.
Các trạm y tế được đầu tư xây mới theo quy chuẩn của Bộ Y tế, mỗi trạm có từ 12 đến 18 phòng chức năng và các công trình phụ trợ đi cùng như hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, sân vườn. So với mô hình cũ, các trạm y tế mới được thiết kế với quy mô lớn hơn, có nơi đón tiếp người bệnh, nơi đăng ký khám chữa bệnh, tiêm chủng và cấp phát thuốc rộng rãi. Cùng với đầu tư hạ tầng, các trạm y tế sẽ được đầu tư trang bị thêm một số trang thiết bị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khám chữa bệnh, truyền thông, giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân. Cùng với 22 trạm y tế được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, trong năm nay, tỉnh Bắc Giang cũng sẽ đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 8 trạm y tế xã từ nguồn vốn còn lại của ngành y tế trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị, là loại hình bảo hiểm xã hội do nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình, được hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia. Bảo hiểm xã hội tự nguyện được xem là của để dành cho người lao động, là điểm tựa an sinh lúc về già. Vâng, mang ý nghĩa nhân văn như vậy, song việc phát triển đối tượng tại tỉnh Bắc Giang cũng gặp không ít khó khăn do nhận thức chưa đầy đủ về loại hình bảo hiểm này. Tỉnh đã có nhiều cách làm riêng sáng tạo hỗ trợ phát triển đối tượng tham gia. Làm công việc tự do, song nhận thức được ý nghĩa, tính ưu việt của chế độ bảo hiểm xã hội, anh Nam đã tự nguyện tham gia. Sau này về cái tuổi hết lao động ấy, mình có thể không phải phụ thuộc vào con cháu sau này nữa. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bây giờ cái bóng sổ xã hội nó rất là quan trọng với những người như người lao động tự do như mình. Ngoài mức hỗ trợ theo quy định của nhà nước, của tỉnh, thị xã Việt Yên cũng đã có cơ chế hỗ trợ thêm 10% mức đóng cho người tham gia mới, 5% cho người tái tục, phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong vận động gia đình người thân tham gia. Công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, giao chỉ tiêu kế hoạch. Cái thứ hai là tổ chức tuyên truyền sâu rộng, có thể khẳng định là các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tất cả các cơ quan đơn vị. Thế và có một cái đặc biệt năm nay là đưa giao cái chỉ tiêu kế hoạch cho từng cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trên địa bàn toàn thị xã. Bắc Giang là địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến nay toàn tỉnh có hơn 42.000 người tham gia. Ngoài cái mức hỗ trợ của Trung ương ấy, thì tỉnh Bắc Giang có cái mức hỗ trợ thêm, đó là cái nghị quyết số 60 của Hội đồng dân tỉnh hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thêm 10% ngoài mức chính sách hỗ trợ của Trung ương. Và cái thứ hai nữa, cái riêng là một số huyện, thị xã là ngoài mức hỗ trợ của tỉnh thì Hội đồng dân huyện, Ủy ban dân huyện cũng đã có cái hỗ trợ đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lần đầu là 10% và đối với lại tham gia tái tục là 5%. Chính vì vậy thì đã tạo sự phát triển cái đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện của tỉnh Bắc Giang cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Với chỉ tiêu được giao phát triển đối tượng lớn gấp 3 lần so với năm 2023, tỉnh Bắc Giang đã mở đợt cao điểm vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội. Đợt cao điểm được phát động từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 5, nhằm phấn đấu năm nay duy trì và phát triển 62.392 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chúng tôi tham mưu cho Ủy ban tỉnh thì bên cạnh đó thì chúng tôi phối hợp với các sở ban ngành, có nghĩa là đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền rộng rãi trên tất cả các phương tiện đại chúng để người dân hiểu tham gia, để cái công tác phát triển đạt được cái kết quả cao nhất. Đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tổ chức thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, tạo sự đột phá để phát triển và duy trì bền vững đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh. Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện có ý nghĩa rất lớn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho những người lao động tự do, giảm bớt khó khăn rủi ro khi về già, giúp bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống cho mỗi người khi hết tuổi lao động. Với chủ đề bảo hiểm xã hội tự nguyện, điểm tựa an sinh khi về già, đợt cao điểm vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ bắt đầu từ ngày mai, mùng 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024. Vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình, hãy tham gia bảo hiểm xã hội ngay hôm nay. Vâng, thực hiện hiệu quả chính sách này cũng nhằm đảm bảo mục tiêu ba an là an toàn, an sinh, an ninh, để người dân được hưởng mọi thành quả của sự phát triển. Theo ước tính của cơ quan chuyên môn, số lượng khách du lịch đến Bắc Giang trong quý 1 đạt 1,4 triệu lượt, đạt 60% kế hoạch của năm nay. Từ đầu năm, các khu di tích, các khu điểm du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã chuẩn bị tốt các điều kiện đón khách du lịch. Công tác tuyên truyền, quảng bá điểm đến được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức. Nhiều hoạt động được tổ chức quy mô,
thu hút đông đảo người dân và du khách. Đặc biệt, đã tổ chức thành công chương trình Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024. Các hoạt động lễ hội kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Yên Thế, lễ công bố thành lập thị xã Việt Yên, lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lục Nam đạt chuẩn nông thôn mới, tạo ấn tượng sâu sắc đối với nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh. Một số điểm đến thu hút đông du khách như chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bồ Đà, khu di tích tâm linh sinh thái Tên Tử, khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, khu di tích chiến thắng Dương Giang, bản Bắc Hoa, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn. Chiều nay, đông đảo đoàn viên thanh niên từ 40 cơ sở đoàn trực thuộc đoàn các cơ quan tỉnh đã tham gia nhiều hoạt động thể thao hấp dẫn tại Hội thao thanh niên chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ngày Thể thao Việt Nam. Đây là lần đầu tiên đoàn các cơ quan tỉnh tổ chức hội thao bao gồm nhiều bộ môn như bóng đá nam nữ, kéo co, nhảy bao bố. Hội thao đã thu hút 8 đội bóng, 6 đội kéo co, 6 đội nhảy bao bố với sự tham gia của gần 300 vận động viên. Đặc biệt, bộ môn bóng đá được tổ chức quy mô từ vòng bảng đến vòng chung kết. Với tinh thần nhiệt huyết, cao thượng, trung thực và đoàn kết, các vận động viên không chuyên đã cống hiến cho hội thao những pha bóng đẹp, những cuộc tranh đua quyết liệt đầy kịch tính. Thông qua hội thao đã góp phần nâng cao tinh thần thể dục thể thao, rèn luyện thể chất cho cán bộ, đoàn viên, người lao động, tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các cơ quan, đơn vị. Sáng nay, giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 năm 2024 diễn ra tại Phú Yên với 12.000 vận động viên tham dự. Tham gia giải đấu, đoàn Bắc Giang có 3 huấn luyện viên và 13 vận động viên. Các nội dung tranh tài gồm 5 km nữ chuyên nghiệp, nữ trẻ, 10 km nam tuyển, nam trẻ và cự ly 21,1 km, 42,195 km nam. Trong đó, ở nội dung 5 km chuyên nghiệp nữ, vận động viên Nguyễn Thị Oanh tiếp tục giữ vững phong độ thi đấu đỉnh cao khi một mình băng về đích với thành tích 16 phút 44 giây, nhanh hơn năm trước 45 giây. Đây là lần thứ 8 liên tiếp vận động viên Nguyễn Thị Oanh giành chiến thắng tại giải đấu này. Thành tích xuất sắc trên của vận động viên Nguyễn Thị Oanh đã giúp đoàn Bắc Giang giành được vị trí nhì toàn đoàn tại giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm 2024. Quý vị thân mến, từ xưa rồng là một hình tượng siêu linh trong văn hóa Việt Nam, mang khát vọng của con người vươn lên chinh phục tự nhiên và chinh phục chính mình. Con rồng vừa là biểu tượng của vương quyền phong kiến, vừa là biểu tượng của dân gian. Trong nghệ thuật chạm khắc đình làng ở Bắc Giang, hình tượng con rồng luôn được các nghệ nhân dân gian chú trọng thể hiện và làm nổi bật. Điều đó cho thấy hình tượng con rồng cũng như ý thức, quan niệm của người xưa về rồng là không thể thiếu trong đời sống xã hội và đặc biệt là kiến trúc đình làng. Trong một câu chuyện văn hóa hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hình tượng rồng tại một số kiến trúc ngôi đình tiêu biểu của tỉnh Bắc Giang. Phù Lão là một ngôi đình cổ kính và tiêu biểu bậc nhất của tỉnh Bắc Giang. Đình được khởi dựng vào năm 1688, thời vua Lê Chính Hòa thứ 15. Nét nổi bật nhất của công trình không phải là ở sự to lớn, bề thế, mà là ở những nét, những mảng điêu khắc gỗ cực kỳ đẹp và độc đáo. Những bức chạm lọng về hình tượng rồng cũng mang phong cách rồng của thời Lê. Tất cả 24 chiếc bẩy đều được trang trí và đều lấy rồng làm đề tài chính. Rồng ở đây được điêu khắc tinh xảo, khắc họa được vẻ uy nghi cũng như thần thái của con vật uy quyền này. Đối với ngôi đình này thì cũng có một cái yếu tố rất độc đáo mà qua nghiên cứu tìm hiểu thì chúng tôi biết rằng các cái đề tài về dân gian thì thường được kết hợp với rồng. Ví dụ như là người phụ nữ thì cưỡi trên lưng rồng, thế rồi được tạc ở trên râu rồng, phụ nữ nhé. Ở trong cái quan niệm của người xưa thì cái chốn linh thiêng, đặc biệt là cái cửa đình thì người phụ nữ là ít khi được đặt chân đến. Ở đình Cao Thượng, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, hình tượng rồng cũng được khắc họa chủ đạo trong kiến trúc chạm khắc. Tại những bức cốn mê của đình, một đôi rồng được kết hợp tạo tác với các nhân vật như cô thôn nữ, các cậu bé hay những linh vật khác tạo nên một nét kiến trúc thuần Việt hiếm có. Các bức chạm long ly quy phượng và tiền nhân đã cưỡi voi ra trận cho đến bây giờ thì nói chung là đình vẫn giữ nguyên được cái bản sắc. Chúng tôi là muốn là giữ gìn cái bản sắc này để lưu truyền cho con cái sau này và các khách thập phương đến tham quan thấy được cái này, cái đình cổ và đình quốc gia của đình làng Cao Thượng.
Ở Bắc Giang có rất nhiều ngôi đình to lớn và bề thế. Bên cạnh đó cũng không ít ngôi đình có quy mô vừa và nhỏ nhưng lại mang một kiến trúc độc đáo. Hầu hết các ngôi đình ít nhiều đều có trang trí hình tượng rồng trong các nét kiến trúc. Từ cổng tam quan đến mái đình, mái vòm, các bức cốn mê, kè, bẩy. Mỗi ngôi đình đều khởi dựng ở một niên đại khác nhau, vì thế mà rồng cũng được chạm khắc với một hình thái khác nhau, phản ánh đúng quy định, nét văn hóa sinh hoạt của thời đại ấy. Và một câu chuyện văn hóa cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin được kính chào, tạm biệt.